chuẩn bị đốt lửa thánh tại nhà thờ mộ Chúa tin từ Jerusalem. Hàng trăm người hành hương đã tập trung tại cổ thành Jerusalem để chuẩn bị tham gia lễ đốt lửa thánh tại nhà thờ mộ Chúa. Theo cảnh sát Do Thái, đang có khoảng 5.000 cảnh sát Do Thái và hàng ngàn người hành hương tập trung gần ngôi nhà thờ được tin là đã xây lên ngay tại nơi mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh, chôn cất và sống lại. Tổng giám mục Fuad Tuan đã tới nhà thờ và sẽ chủ trì buổi lễ. Vì sự tranh giành giữa các giáo hội Thiên Chúa giáo gồm có Armenia, chính thống giáo Hy Lạp, đạo Copts ở Ai Cập, Công giáo, nên chìa khóa nhà thờ do một người Hồi giáo quản giữ. Hai người hành hương đến từ Thụy Điển nói rằng họ rất vui mừng tới Jerusalem để tham dự các buổi lễ. Theo truyền thống thì vì giám mục chính thống giáo Hy Lạp đi vào hầm mộ Chúa Giê-xu lấy lửa thánh, mồi một cây đèn thắp bằng dầu olive, rồi mồi lửa qua đèn cầy và lần lượt trao đèn cầy cho người hành hương. Trong năm nay thì chính thống giáo và các giáo hội Tây Phương ăn mừng lễ phục sinh trong cùng một ngày.